Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi đi con Adventure Time nha. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký đi. Bây một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa. Ok, tập trước là mình do mình out ra giữa biển cho nên là nó quay lại cái kia gì đó. Ai kinh tâm rồi. Giờ mình sẽ phá hết mấy cái này, mình kiếm tí tiền đã, sau đó mình mới đi tiếp. Cái khúc này nè là nó xếp cho mấy bạn là khi mà mấy bạn ở trên bờ cơ, còn ở ngoài biển á thì nó không xếp giữa chừng đâu. Nói chung là mấy bạn tới bờ nào á thì khi mà mấy bạn đăng nhập lại, nói chung là vào game lại á thì nó sẽ ở cái khu vực của bờ đó thôi. Nói chung là đảo ở trên đảo nào á thì vô lại nó sẽ ở đảo đó. Ok, coi như là farm xong hết tiền rồi, giờ chỉ cần đi thôi. Ra tàu sau đó đi tới Candy Kingdom. Tại vì mình cần gặp Princess Bubblegum để chỉ là hỏi về cái cách, hỏi về cái cách xem biết gì là hỏi lấy thông tin xem có biết là kẻ nào nó lấy cái vương miện của Ai King không. Bởi vì nếu mà không có lấy vương miện lại cho Ai King á là Ai King sẽ trở về thành Simon và lúc đó Simon sẽ chết, bởi vì thời gian nó đã quá lâu rồi. Simon là người của 100 năm trước nhưng mà sống được là nhờ cái vương miện. Bây giờ nãy mình thấy có chữ Colette mà. Sống được là nhờ vương miện nhưng mà nếu mà tháo vương miện ra thì Simon sẽ chết từ từ. Giờ nếu mà Ai King mà cũng mất đi á thì cái vương quốc băng này nó tan dần. Ice King really did it this time. This flood business is bad news. Nó tan dần và nó gây cả ngập lụt hết tất cả các kingdom trong này. Ice King, his powers went cuckoo bananas. Và nguy hiểm nhất á là gì đó? Fire Kingdom là vương quốc lửa. Bởi vì nếu mà nước mà nó quá nhiều, nó tràn vô vương quốc lửa là coi như là vương quốc lửa tiêu tàn luôn. Candy Kingdom thì không sao, bởi vì Candy là kẹo mà vẫn còn sống được. Nhưng mà Fire nó là lửa, cho nên là lửa gặp nước thì coi như tiêu. Cái hình như là khúc này nó có một cái hướng là đi vô nè. Mình cũng gần tới Candy Kingdom mà cho nên là bông gòn quá trời luôn. Cái chỗ này kẹt rồi. Hay làm sao để tới được Candy Kingdom đây? Ở đây tới rồi. Thì ở phía trên mấy bạn là mấy con Guardian, mấy cái con hộ vệ do Reset Bubblegum tạo lên. Nó có nhiệm vụ là bảo vệ vương quốc này và làm đẹp nữa, làm đẹp cho vương quốc nữa.
Snack. Ok, trước khi mà mình đậu thì mình sẽ đi thu hoạch hết đồ, đi loot hết đồ đi. Grabbed it. Snagged it. Got it. Snag. Grabbed it. Ok, tiền mình cũng nhiều á, gần 400 luôn rồi. Ok, neo lại rồi lên Candy Kingdom. Sau đó vô vương quốc gặp Reset Bubble Gum. All wet again. Citizens and crew of the Candy Kingdom, be on the lookout for intruders. Repel all borders. That's weird. Nó thông báo this place is on lockdown. Khu này đóng cửa rồi bởi vì biển nhiều quá cho nên là hải tặc nó hoành hành. Và khu này nãy thông báo là sẽ có cướp biển lên đây. Đừng nói là mình nhé. Tính gác chuối. Freeze, pirates! The banana guards don't look happy to see us. Thì bắt buộc là phải đánh với lại lính gác chuối rồi, bởi vì nó đứng giữa đường nó chặn rồi. Rồi chắc cũng không có khó mấy đâu. Tại mấy thằng này mình thấy toàn level 1 không. Cỏ này trước. Hey guys, I got them. Cái tấm này đã. Ồ, thằng này có đỡ mà quên. Tự nhiên đánh vô thằng đó, phải đánh vô thằng này. À, một thằng trước đã. Thằng kia đỡ rồi cho nên là nó sẽ không đánh được nhiều đâu. Jack đang trong trạng thái bực mình là đầy nộ. Chết thêm một thằng nữa. I'm really bad at this. Stay down, you ding dongs. That's the door to the security room. Okay, cái cửa đó là cái cửa phòng bảo vệ. Là mình phải cần tới cái khu bên đó để mình vô cái phòng bảo vệ. Tìm hiểu xem chuyện gì nó đang xảy ra ở đây. We need to find who's in charge. Cho mình phải tìm ai, người ta tìm người đang lãnh đạo ở trong này. Ok, nó dặn dò là mấy cái hàng nào mà có gì đó, có đầu lâu trên người là không được đánh, bởi nó rất là mạnh. Mình muốn farm đồ. Chạy. Người dân trong này đang nói mà nghe nói là hải tặc đến đây cho nên là rất là sợ. Có thể bê được con này không? Bê được. Có chiếc rương nhưng mà bị hai con này chặn rồi. Cho nên là bắt buộc cũng phải hạ hai con này luôn. Kỹ năng đặc biệt liền. Chặt liền. Không nói nhiều. Nó bị đóng băng rồi. Nó sẽ bị không hoạt động được trong một cái thời gian. Ép. Ngoài đầy nộ. Chặt luôn. Tại vì Finn cũng đầy nộ rồi nhưng mà cái con kia nó sắp chết cho nên thôi. Mình không có muốn hao nộ. Ở trên này có một hình chiếc rìu ta. Không thể phá được cái đó bằng kiếm.
Nhưng mà nó có hình chiếc rìu, vậy là mình còn phải kiếm Marceline rồi. Đấy. Marceline là con ma gì ta? Đúng rồi, con gái của quỷ, nhưng mà lại có dòng máu của ma cà rồng ở bên trong đó nữa. And for once, it ain't me. Cái bình máu nhỏ rồi cái kiểu. Citizens and crew of the Candy Kingdom, be on the lookout for intruders. Repel all borders. Cái bánh đó giúp mình hồi sinh trong trận đấu thôi, nhưng mà cũng là chẳng cần đâu. Cái việc bây giờ là mình cần phải hồi máu cho màn này này. 300. Không. Đầy máu rồi nhưng mà hết táo. Hồi tiền giờ mình quá trời luôn, gần 1k luôn. Bảy trăm tiền rồi, gần 1k rồi. Ồ, gì vậy? Nhiệm vụ hả? Nhiệm vụ phụ. Ben, Jake, over here. I'm worried that this flood is going to wash away my beautiful house. I need to build a barrier to hold back the water. Ồ, con này nó lo là cái ngôi nhà đẹp đẽ của nó sẽ bị tấn công bởi quái vật, bởi hải tặc chứ. Cho nên là nó cần thêm những cái túi đường để xây nên một cái hành lũy để che cho cái nhà đó. Rồi có hai bịch ở đó, nghĩa là mình cũng phải hạ cái đám lính gác chuối đó rồi. Được, có một bịch ở đây. Cái này thì quá chừng tiền, 800 tiền. Tí là lên 800 tiền. À. Bên mình chỉ còn mấy bịch thôi, nhưng mà đập luôn mấy thằng này. Không có gì phải ngán nữa. Chiêu của Phi là chỉ đánh được vô một thằng thôi, nhưng mà đánh chết thằng nhỏ luôn. Fireball. Take on someone your own size. Next time you'll walk the plank. Và mình cũng mở ra được một cái đường. Nói chung là mấy cái con tiên nó không có hiền lành đâu, nhìn nó dễ thương vậy thôi chứ thiệt sự là nó không có hiền lành. Bởi vì sao? À, con Chugu này là cái con shop, nó hay bán đồ mà. I've got a feeling it's supplies you need. If mình có nhiều đồ, mình có nhiều tiền mà, cho nên sắm hết luôn. Cái này là cày tiền dễ lắm, cho nên là mình cày được. Mua mấy cái này tại vì máu của những thằng này nó không có tự tăng nha, để một thời gian thì nó cũng vậy à. Cho nên là mua để phòng vợ mình. Mấy cái món đồ hỗ trợ cho gì đó. Mấy cái món đồ hỗ trợ để đánh nhau, rồi mấy cái món đồ hỗ trợ các kiểu đó. Bịch thứ hai, còn hai bịch ở đằng ngoài đằng kia nữa. Mình đợi qua chắc đi, sau đó sử dụng xe chạy cho nó lẹ.
được luôn. Hay thiệt. Một con chó biến thành chiếc xe. Khi chạy thì nó lại nghe tiếng. Nghe tiếng của Sushi Bo. Rồi, bị lính cát chuối nó chặn nữa rồi. Chắc nó cũng có chiêu đặc biệt. Chiêu đặc biệt của Jack thì nó đánh nó có gây choáng được. Nó có gây hiệu choáng hay. Chặt này mà gây đóng băng nữa là mạnh luôn. Mất máu à. Nó gây choáng thì nó sẽ dễ đánh mít hơn. Này búp thêm cái siêu giảm đam. Mà giảm đam sao được em ơi. Dù gì em cũng chết thôi. Thằng này nó đang bị choáng rồi, thôi chém luôn. Nó bị choáng rồi thì cứ đánh thường thôi, tại nó choáng rồi nó đánh đâu có trúng được mình. Ở đây còn 3 con lính gác chuối nữa kìa. Lính gác chuối còn nhiều vậy. Bây giờ mấy cái kẹo này mình để ý nha. Mấy cái kẹo này nè, nó có thể hồi lại trong một cái khoảng thời gian nhất định. Cho nên là cứ chạy linh tinh phá đi, sau đó quay lại. Quay lại phá thêm một lần nữa là được à. Ok, lúc nào cũng cho Jack đánh khởi điểm hết, tại vì Jack nó có choáng. Choáng được một thằng rồi đó. Thằng kia lại mất máu. Cái chiều của con Jack nó lợi quá. Thôi mình nghĩ để Finn đánh thường thôi. Búp thêm giáp à. Đỡ làm sao được nữa. Chặt là chết à. Đó đâu, nó đâu có đỡ nổi. Ủa mấy thằng này đam yếu rồi, đánh chỉ có mấy đòn à. Jack đang trong trạng thái bực cho nên là mình không có điều khiển được. Nó có thể phản đam nhưng mà nó mình không lại không điều khiển được thôi. Wow. Mấy này lên level rồi. Lên level thì mình sẽ tốn một cái khoản tiền nữa. Tốn một khoản... không. Nó cũng vậy à. Mới đây mà mình kiếm lại được 200 mấy rồi. Nhanh. Máu nhỏ nữa. Giờ mình thấy được hai cái bịch đường rồi đó. Đổi qua Finn lấy thêm cái bịch kia nữa. Rồi trước khi lấy chặt hết. Trong đây nhiều rương thiệt. Nhưng mà rương nó là cần mình phải có Marceline. Tại Marceline á, cái cây đàn guitar của Marceline là một cái rìu luôn. Xong. Tặng cho mình cái chiêu kìa, boomerang. Không biết nữa nhưng mà để từ từ mình tìm hiểu.
thiệt luôn, chỉ cần đi quanh vương quốc này 3-4 lít dòng thôi là đảm bảo giàu. Rồi mình vừa đi mình vừa farm tiền á. Tiền như đây được hả, đủ hốt sạch shop luôn mà. Sử dụng chest để leo lên. Ồ. Là những cái điểm xoáy 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 đó là mình có thể sử dụng chest để giúp cho Finn leo lên cao được. Chắc nhờ máu nó yếu quá cho nên mặt nó tái mét rồi. Colonel Candycorn, what gives? Yeah. Ông kẹo ngô. Why are all the banana guards putting a beat down on us? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tụi lính ghét chuối nó lại tấn công tụi tôi? Colonel Candycorn, to you landlubbers. I have placed my crew on alert level hard candy. As to why? Ông nói là ông đặt cái chế độ an ninh lên cấp cao nhất. And you don't. Don't what? Need to know, you scurvy swine. And since Princess Bubblegum is busy tending to her subjects with her friend Marceline, no new needing to know declaration shall soon be forthcoming. Huh? I think it means he ain't telling us squat. Let's interrogate his butt. And while we're at it, ask him why he's talking like a salty sailor and stuff. It's really weird. Cho nên là ổng thay mặt công chúa quản lý cái khu vực này. Bây giờ tới giờ điều tra nữa. What the flip is happening here, Mr. High Admiral? Bây giờ là mình biết được là công chúa đang đi với Marceline nhưng mà không có biết được là công chúa đang ở đâu. Cho nên là mình phải tra hỏi ông này về cái vị trí mà công chúa đang ở. That's prison to you. Dang, he doesn't look too happy. We better go careful here. Yo, yo! We're not pirates, fool! Call off your guards! Turn up to our shores on a boat, did you? Sounds pretty pirate-y to me. Vậy là không được rồi. Vậy là phải nói nhẹ nhàng với ông. My friend here doesn't understand all this sailor speak. Help us out! What's going on? Ông già rồi, cho nên là ông không có biết được là mình là bạn với lại công chúa. Ông tưởng là tụi mình là quái vật cho nên mới là gì ta, cướp biển. Cái lộn quái vật rồi, cướp biển. Tưởng mình là cướp biển cho nên mới sai tụi lính ghét chuối nó tấn công mình. I don't get it. Và mình thuyết phục ổng là mình muốn giúp đỡ, muốn giúp ổng thoát khỏi cái đám hải tặc. To fight a pirate, you must think like a pirate. Hải tặc cướp biển cái kiểu. Patrolling the high seas around the kingdom, so I raised the alarm. We must stay on lockdown. Your boat isn't a pirate boat, is it? Pirates? Ông hỏi là thuyền của mình đi có phải là hải tặc hay không? That old tub's not a pirate boat. We're like the opposite of pirates. Whatever that is. You can't trick an admiral of the high seas. Oh. Bây giờ là mình phải bực mình à, tại vì có chịu. We're not pirates, Colonel. You know that. Snap out of it. We need to find the princess. I guess maybe I've gotten a little carried away with all this pirate business. Okay, okay. I should really keep things on lockdown until the princess comes back though. But come to think of it, I haven't seen her for a while now. Phá cửa cái nơi này cho tới khi nào mà công chúa trở lại. She'll think I've been a terrible admiral. This is getting old. Stand your guards down. Like now, man. What's with a peg arm, Finn? And are both of your legs real legs? You must be pirates. Khó chịu nha. Bây giờ là mình phải thuyết phục ổng nữa cơ. Come on, you old geezer! Tell us where PB is and we can get going! I've no time to talk to pirates. It's the brig for you! Okay, ổng nói là không có công việc gì mà phải nói chuyện với cả cấp biển hả? Guards, leave us alone. We'll go and find the princess for you. Promise, dude. Okay, kêu là đám lính ghét mà không có tấn công mình nữa là mình hứa là sẽ đi tìm công chúa giúp ổng. Bây giờ là phải nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Drop the lockdown, bro, and we can help sort this mess out for you. Tùy hứng, nó không phải là lúc nào cũng nhẹ nhàng mà lúc nào nó cũng bực mình được.
Well, the princess was last seen with Marceline at the rear of the castle. You should start there. I'll send out an order to say that Finn and Jake are definitely not pirates and are not to be bothered. Fare thee well. Good job, Jake. The interrogation was a success. Ok, ông nói là mình có thể tìm thấy công chúa ở trên tòa tháp. Tòa tháp của tòa lâu đài. Dang it, I've gotta start over. Bây giờ là mấy thằng lính nhát chuối nó không có đánh mình nữa rồi. Đẩy nó cũng được. Ok, và mình nghĩ là video này mình cũng dừng tại đây thôi nha. Thì nếu mà bạn nói hay nhớ để lại một like và share. Bạn này chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Với một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.